Chào các bạn nha. Mình đi câu cá hôm nay. Đầu bỏ câu nha các bạn. Câu mà có bóng này. Cá vẫn lên. Ơi, đại ca, trở lên coi nha đại ca, quay YouTube nè. ghê. Ở không xin ông nói. Quá sâu rồi các bạn ơi. Hết rồi bạn ơi. Có cá mới đăng lên chứ không có cá đâu đăng. Ý vậy luôn, từ câu chị 20 à. Câu chị 20 à. Đập lúc đây luôn rồi. Dính này. Để bổ. Dính nha các bạn. Dính không? Rất là sâu nha. Chính anh Dột. Đúng rồi. Cá lăng hay cá hú đây? Không cá hú ơi, cá lăng. Wow. Quá ghê gớm. Chính cái lăng mự. Chính cái lăng mự nè. Ông Tư sợ luôn. Ông Tư. Mình tú nó chạy qua ba hai con ba ký mấy cá này nè. Qua nó ba hai con ba ký mấy đứng cái lăng nghe các bạn đó bắt mồi tép. Tới bấm lui có mình một. Bị cạn ừ.
chiều rồi mình dậy các bạn. Hôm nay cá ở dưới hình như cũng là cách ly giãn cách xã hội luôn rồi đó. Nghỉ ăn luôn, câu được con một à. Các bạn hẹn các bạn video sau nha. Chào tạm biệt.